Chương 18. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá đến thưa quan rằng: "Xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi." Quan ấy từ chối lâu, nhưng kế đó người tự nghĩ rằng: "Dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đàn bà quá này khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn, làm nhức đầu ta." Đoạn Chúa phán thêm rằng: "Các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ, song khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?" Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình mà khinh rẻ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy: "Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi." Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: "Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội." Ta cũng nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia, vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Người ta cũng đem con trẻ đến cùng Đức Chúa Giêsu cho được Ngài giờ đến chúng nó. Môn đồ thấy vậy, trách những người đem đến. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ mà phán rằng: "Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không được vào đó." Bây giờ có một quan hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời?" Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi đã biết các điều răn này: ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ." Người ấy thưa rằng: "Tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ." Đức Chúa Giêsu nghe vậy bèn phán rằng: "Còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo, thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta." Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu vì giàu có lắm. Đức Chúa Giêsu thấy người buồn rầu bèn phán rằng: "Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời." Những người nghe điều đó nói rằng: "Vậy thì ai được cứu?" Ngài đáp rằng: "Sự chi người ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được." Phi-e-rơ bèn thưa rằng: "Này, chúng tôi đã bỏ sự mình có mà theo Thầy." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Quả thật ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con, thì trong đời này được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời." Kế đó Đức Chúa Giêsu đem 12 môn đồ riêng ra mà phán rằng: "Này, chúng ta lên thành Jerusalem, mọi điều mà các đấng tiên tri đã chép về con người sẽ ứng nghiệm, vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài, sau khi đánh đòn rồi thì giết Ngài đi. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại." Xong, các môn đồ không hiểu chi hết, vì nghĩa những lời đó kín giấu cho môn đồ, nên không rõ ý Đức Chúa Giêsu nói là gì. Đức Chúa Giêsu đến gần thành Jericho, có một người đui ngồi xin ở bên đường. Nghe đoàn dân đi qua, bèn hỏi việc gì đó. Người ta trả lời rằng, ấy là Giêsu người Nazareth đi qua. Người đui bèn kêu lên rằng, lạy Giêsu con vua David, xin thương xót tôi cùng. Những kẻ đi trước dày người cho nín đi, xong người càng kêu lớn hơn nữa rằng, lạy con vua David, xin thương xót tôi cùng. Đức Chúa Giêsu dừng lại, truyền đem người đến. Khi người đui lại gần, thì Ngài hỏi rằng, người muốn ta làm gì cho? Thưa rằng, lạy Chúa, xin cho tôi được sáng mắt lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy sáng mắt lại, đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. Tức thì, người sáng mắt đi theo Đức Chúa Giêsu, ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy dân chúng thấy vậy đều ngợi khen Đức Chúa Trời.